Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm cũng mới về được mấy mẫu xe nữa ạ. Thấy chiếc này khung carbon, bộ giúp Campagnolo, niền cũng Campagnolo luôn ạ. Trước mắt là thấy bộ giúp và cặp niền là thấy cũng ok rồi. Còn khung sườn không biết của nước nào sản xuất đây. Thấy khung sườn cũng còn đẹp lắm. Giò dĩa Campagnolo. Cô đề Campagnolo, thấy clip còn mới quá. Mayer Campagnolo. Rồi, nhìn thấy dưới lườn rồi, thấy có chữ China rồi. Thôi, chiếc này em quay đến đây, thôi không quay nữa ạ. Xe của Trung Quốc sản xuất, thôi em không giới thiệu nữa ạ. Cũng còn rất là nhiều xe, nhưng toàn là những xe size to không à. Chiếc xe cổ này cũng mới về tiệm mà khung sườn thép, càng thép à. Yên xe còn tốt lắm. Giò dĩa, ba dĩa ạ. Cụ đề 105. Chiếc này em thấy nó cũng còn đẹp quá. Giá cũng rẻ tiền chứ không có đắt lắm. Giò dĩa Shimano 600.
Tay thắng Shimano 600. Cicotto khung sườn carbon, càng carbon ạ. Chiếc này chạy bộ rúp Utexa cũng ngon. Hai nhân 11 size to, size 56 lận, chiều cao phù hợp từ 1m75 đến 1m80 cm. Bên dưới này cũng có chiếc đa hon cũng đang giảm 10% rồi ạ. Khung sườn xe vẫn ship lại được ạ. Mới nhìn tưởng đâu khung sườn này nó bị nứt không ạ. Nhưng không phải, đây là khung sườn ráp. Ngay chỗ này cũng có chày. Chiếc này nhỏ xíu à, trông dễ thương quá.
Tiệm cũng đang có một yên cổ màu da bò. Bên này có mấy cái yên xe đạp đua. Yên cổ này em thấy cũng còn tốt quá. Bên trong thấy còn chắc chắn và tốt lắm. Yên cũng có chày nhẹ một chút. Em xin báo giá ship yên cổ này về Việt Nam của mình, giá là 3.900.000 ạ. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.